nào khi được đến đây giao lưu cùng với tất cả mọi người và được đi thăm các bé nữa? Dạ, con thấy vui mà cũng thấy buồn cho các em. Ừ, đúng rồi, bởi vì á ai cũng vậy, chúng ta luôn luôn cảm thấy chạnh lòng khi mà chúng ta có một chút gì đó may mắn hơn người khác. Nhưng mà không sao đâu, Pop nghĩ rằng là ngày hôm nay con đến đây còn hát thiệt là hay, con nở những nụ cười thiệt là tươi, thì đó là những cái món quà rất là ý nghĩa mà con gửi tặng cho các bé rồi. Ha, yên tâm nha. Rồi bây giờ hôm nay thì con sẽ hát một ca khúc sở trường của con, ca khúc dân ca đúng không nè? Con có thể giới thiệu ca khúc đó là ca khúc tên gì không? Dạ, con xin hát bài Mừng Tuổi Mẹ. Chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc này với giọng hát của Phương Mỹ Chi.
Cảm ơn Phương Mỹ.